Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, Mercedes-Benz S400L là một chiếc xe dành cho cả những ông chủ luôn ngồi ghế sau và những người đam mê cầm lái. Đây thực sự là một trong những lựa chọn sáng giá nhất trong phân khúc xe sang cỡ lớn. Trong hơn 50 năm qua, S-Class luôn là dòng xe đỉnh cao của hãng xe Đức Mercedes-Benz. 6 thế hệ của dòng xe S-Class đều sở hữu những công nghệ hiện đại bậc nhất, những công nghệ chưa từng có trước đó. Đó là hệ thống chống bo cứng phanh ABS, hệ thống cân bằng điện tử, túi khí SRS, hệ thống treo khí nén và rất nhiều công nghệ khác, những thứ mà phải hơn 10 năm sau mới xuất hiện trên xe bình dân. Nhiều người cho rằng S-Class là biểu tượng của công nghệ và sự sang trọng. Mercedes-Benz S400L 2014 sử dụng động cơ V6 cam kép DOHC dung tích 2996 cc, cho công suất xe đạt cực đại 333 mã lực ở vòng tua 5.500 vòng phút và mô men xoắn cực đại là 480 nanomet ở giải vòng tua 1.400 đến 4.000 vòng phút. S400L sử dụng hộp số tự động 7 cấp cùng hệ dẫn động cầu sau, cho xe có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 6,1 giây và đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Mức tiêu hao nhiên liệu của xe mất 12,4 lít khi đi trong thành phố và 8,1 lít khi đi trên đường trường. Trên màn hình mà quý vị và các bạn đang xem là một chiếc xe Mercedes-Benz S400L sản xuất năm 2014 đã lăn bánh được 5 vạn km. Chiếc xe đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, là một trong những chiếc xe sedan hạng sang nên chủ xe đi rất giữ gìn. Nội ngoại thất còn rất mới, máy móc vệ sinh, bảo dưỡng đầy đủ theo định kỳ nên hoạt động tốt. Chúng tôi cam kết chiếc xe không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản và còn rất mới, được bảo hành và bảo dưỡng theo định kỳ. Quý vị và các bạn có thể kiểm tra xe tại bất kỳ đại lý hay gara nào mà quý vị và các bạn muốn. Chiếc xe này chúng tôi vẫn bán trả góp. Quý vị và các bạn chỉ cần phải trả trước 30% giá trị xe, số còn lại là 70% quý vị và các bạn trả đều trong 5 năm với lãi suất ưu đãi, thủ tục rất nhanh chóng và đơn giản. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn!